Bỏ rau vô em ơi. Bên em là ăn mì gói, bỏ rau gì? Rau của bên Thắng mà, tại vì không có chỗ để mà để bên đây thôi. Không. Ủa? Không. Ủa? Đất nào là của mình hả? Đúng rồi. Đất nào của tụi tôi? Sổ đỏ anh đâu? Ừ. Anh hay quá. Anh nói nè, khúc này là của tôi nè. Tôi hơi vớt ngay đây nè. Đúng rồi. Nó lấn cái bàn của tôi nè. Cạp nó đi em. Nè, nó sẽ... Thôi thôi, để tôi set up lại. Thì ra là khi đó nó bị hoang tưởng nhiều. Hỗ trợ, hỗ trợ đây. Có gì đâu, dễ mà, để hỗ trợ xíu đi. Dạ đây. Ủa nhưng mà nó đã qua rồi. Không, tụi tôi xếp xếp lại. Anh ơi. Thấy chưa? Chưa, tham quá. Hết chỗ rồi. Thôi, kéo bạn ra, kéo bạn ra. Đó, rồi đó, ranh giới. Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua. Ngọn cỏ ven đường thôi mà. Làm sao với được mấy từ sau câu ra từ em ấy kia. Chẳng cơn bão lớn nào mang bão lo. Gặp trong mơ mà cũng không xem thấu. Anh thương em. Anh muốn ăn đạm không? Ăn. Anh muốn ăn đạm không? Ăn. Cá voi kìa.